Chúng ta lại quay lại để gặp nhau vào một clip tiếp theo. Thank you em. Xin mời dùng trà. Chưa có ai vào hết. Rồi có một bạn ở đó. Ok thì live rồi đó. Last stream. Live. Hello Đức Đạt, hello Đức Lơn. Hai bạn. À, hôm nay bây giờ Dũng đang trong một buổi hướng dẫn cho một em sẽ hát bài Đường Một Chiều. Quay lại này để cho các bạn cùng tham khảo luôn nha. Mình sẽ hát ở tông tông la trưởng trước nha, tại vì thầy đang chỉnh sửa cái kia nên thầy không muốn tông cao quá để nó bị vỡ nha. Quen dần điều khiển tốt hơn đó, mình sẽ lên tông, lên một tông. Còn mình sẽ tăng tông này đi. Chào anh chị và các bạn. Hát trước lần thầy một đoạn nhé, thầy sẽ ấy này. Em ơi lột 2, 3 này. Chắc là em gõ dọn được. Em ơi, có biết điều gì thật đâu? Trong cuộc sống muôn màu, để anh nói cho em nghe. Giờ này em đã từ đâu? Có cảm xúc là mỗi khi em kia đi. Phần hơi lắm, hồi nãy thì nói sorry các bạn nha, mình sẽ hồi nãy là bạn có lệnh thanh trước và mình sẽ nói cho các bạn hiểu hơn một chút nha. Để mà muốn hát chắc được hơi đó cái sorry, để mà muốn hát chắc được các chữ trong câu hát thì các bạn cái hơi của mình cần phải định hình được, nói một cách khác để cho dễ hiểu hơn, đơn giản hơn đó là cái hơi cần phải nén một chút lại, nén ở đây đừng hiểu là nén quá mạnh nha, một chút thôi. Một nén là như thế nào thì các bạn hình dung giống như cái bơm hơi bằng tay của xe máy xe đạp á. Bây giờ các bạn muốn bơm vào được bánh xe đúng không? Thầy sorry không có cái bơm này hết á. Đây là cái bơm này. Muốn bơm vào bánh xe đầu tiên chúng ta phải kéo cái cần bơm lên để lấy hơi vào đây. Nếu mà các bạn chỉ kéo vào mà không có tác động vào nó, không nhấn nó xuống á thì không bơm vào được bánh xe. Mà cái động tác của chúng ta là phải kéo lên. Sau đó chúng ta nhấn cái tay xuống. Mục đích ở đây nó chính xác là nén hơi. Hay nói một cái từ khác trong chuyên môn đó là định hình cái cột hơi lại để nó gọn, nó có một cái độ chắc hơi trong cái cột bơm này. Lúc đó thì hơi nó có áp suất để nó đẩy được bánh xe. Tức là chúng ta muốn hát tốt thật ra chúng ta cần phải nén hơi. Và các bạn nhớ là nén từ trên xuống, không nén từ dưới lên nha. Ai nén từ dưới lên là bị bật hết cột hơi ra ngoài và không sử dụng được hơi dài ấy. Tức là mình sẽ khuyến khích thế này này. Có nhiều bạn hát là sẽ dùng cái bụng này lúc ban đầu là hóp vào thế này để hát là sai trầm trọng luôn, rất là sai.
cái này là nhổ cái gốc hơi lên á, đẩy cái gốc hơi lên trên là mất hơi, nên chúng ta cẩn thận nhé. Cái bụng của chúng ta khi sử dụng á, bụng có sử dụng trong quá trình hát nhưng mà chỉ sử dụng cuối cái lượng hơi thôi, tức là khi các bạn hát được, ví dụ cái cột hơi của các bạn hát dài được 10 giây đồng hồ đúng không, 10 giây thì hát khoảng 5 giây đầu tiên á là các bạn không hề sử dụng đến cái phần bụng nha, đừng đụng chạm đến cơ bụng hết á. Khi mà hết khoảng 5 giây đồng hồ, tức là hết khoảng nửa cái lượng hơi trong, em xuống mở cửa cho thấy đây. Khi mà chúng ta hát hết khoảng nửa cái lượng hơi trong người á, thì lúc đó cái cơ bụng này mới tham gia vào quá trình nén hơi, còn lại là hoa phải từ từ. Khi mà mình nói lại nha, khi mà lấy vào một cái lượng hơi sâu và bắt đầu một câu hát á, là lúc đó hơi nó đang nhiều mà, tại sao lại phải nén từ dưới này, nó sẽ gây mỏi cơ bụng thôi. Ai mà hát mới đầu vào câu hát là lòng anh đau nhói, là nó thốc hết ngược hơi ra ngoài và không có chắc hơi. Cái đó là dùng cơ bụng để thóp. Thóp vào thì nó đẩy ngược cơ hoành, nó đẩy ngược cái khối hơi ào hết ra ngoài và hát rất là mệt mỏi, căng thẳng cơ bụng này này. Đó, ở đây là các bạn cần, hồi nãy mình nói dưới cái bơm á, trong quá trình này là nén từ trên xuống là các bạn giống như suỵt ai á, suỵt ai là ồn ào á, im lặng đi hay gì đó, thì cái động tác suỵt đó là các bạn hãy nhấn, hello em, hãy nhấn từ trên xuống giống như cái bơm là mình á. Nhấn cái hơi từ trên nhấn xuống cơ hoành, cái đáy lồng ngực của bạn ấy. Cơ hoành có nhiều bạn chưa biết nha. Thế nào ta, cứ hiểu sơ cơ hoành không phải là một sợi nha. Cơ hoành là một cái vách ngăn hình vòng cung chia đôi lồng ngực và bụng của mình, thì gọi là cơ hoành, nằm trong người mình nhé, không nhìn thấy đâu. Nói là nhấn ngay cái chỗ mà cái ức của cái xương ngực này, cái chấn thủy này này, đó, nó vòng cung là thế này, nó là một cái vách ngăn có thể đàn hồi được nha, không phải là một sợi đâu nha. Đây, khi mình lấy hơi sâu vào thì hơi trong phổi nó sẽ nở cái phổi ra, nó ép cái cơ hoành xuống. Đồng thời chúng ta khi hát là nén từ trên đó, nén từ trên đây, nén từ trên vị trí âm thanh, nén xuống cơ hoành đó cho nó chắc, giống như kiểu là cái bơm á, kéo cái bơm lên, tức là mình phải nén từ trên này, nén xuống cái đáy nó. Đó này, nhấn xuống, không phải là đẩy ra hướng này nha, ai đẩy hướng này là đẩy mạnh hướng này là bụng sẽ bị hóp. Cứ thở đi nha này, là vô tình là cái phản xạ tự nhiên nó sẽ hóp bụng lại và rất là căng, nó sẽ rất là mệt, tốn năng lượng lắm. Nên là chúng ta là cái giai đoạn ban đầu là nhớ là không sử dụng bụng em nhé. Không có sử dụng bụng, đây là mình đang nói để cho các em ở đây là sẽ hiểu rõ hơn, không có là sai cái cách cái cách dùng hơi sai, nó rất là mệt cho cơ thể, nó tốn năng lượng lắm. Mình nói lại nha, coi như hơi của các bạn là hát được 10 giây đồng hồ là hết hơi đi, thì 5 giây đồng hồ đầu tiên là các bạn hát là nhấn hơi nhẹ từ trên xuống này, nhấn nhẹ nha. Bây giờ là bắt đầu tập này, êm, cảm giác là cái hơi nó khi nén nhẹ xuống thì sẽ có áp suất đúng không, khi các bạn nén hơi chắc chắn có áp suất và nó sẽ đẩy cái vách lồng ngực, nó đẩy từ trong, nó đẩy nhẹ ra, nó đẩy cái cơ hoành lõm xuống một chút đó, hơi thôi nha, đừng có mạnh quá nha này. Đó, nhấn như là cái bơm, đây là cái ho mở miệng đây này, từ đây là cái ống bơm, giống như cái bơm hồi nãy mình nói này, bơm hơi này, đó thì nhấn nhẹ này, các bạn nhấn nhẹ, không có được sử dụng các cái cơ này để ép vào nha. Ai làm đúng thì cảm giác là nén xuống thì hơi nó sẽ đẩy nhẹ cái vách lồng ngực ra, đẩy nhẹ cái cơ hoành hơi lõm xuống. Ok, còn ai làm sai là thế này này, khi bắt đầu xì là cảm giác cái cơ ngay lồng ngực và cái này lại thắt ngược lại, đây này là sai này, là ép vào cột hơi. Ép cột hơi là cái động tác đó thực ra là đang ép cột hơi. Ép cột hơi như vậy thì nó gây căng thẳng cột hơi và nó hẹp cái độ rỗng cho lồng ngực. Khi đó thì mình cân bằng cái chất âm thanh nhé, nó sẽ mất cái độ rỗng cho lồng ngực và nó sẽ thiếu âm bass. cái vocal của mình nhá, cái giọng hát của mình nó cần cân bằng bass chest nha. Các cái khoang ở trên miệng, trên mũi của mình là tượng trưng cho các bên cái âm chest, âm thanh cái bass chest đúng không? Chest, còn ở dưới này cái khoang lồng ngực á, nó tượng trưng cho âm bass. Cân đối được các cái đó liên kết với nhau thì âm sắc âm thanh nó mới hay, nó hài hòa nha. Bạn nào hát cứ bị ém lên trên mũi hoặc là bị trên này nhiều quá, nghe những cái âm ca rất là chói. Ok, mình nói sơ vậy nha. Cái khoang là thế nào này, khi mà các bạn hát trong người của mình nhá, nó có cái khoang là có khoang miệng, khoang mũi, cái độ rỗng của cổ này, nó xuống lồng ngực. Khi hít hơi sâu thì phổi nó sẽ nở và nó tạo cái độ rỗng trong lồng ngực đây. Và đó là thì đây, thay chữ này, em nhấn nhẹ xuống này. Ok, cho mình chữ mi đi nha, đôi mi.
bà mi á, à, nè nhấn cái chữ mi, nhấn cái bơm á, giống như cái cột hơi này này, gõ nó xuống này, gõ từ trên này này, đó, còn ai là sai là hóp rồi nè. Như thế này thì nó ép cái cột hơi nó đang rỗng mà tự nhiên ép nó làm gì. Mình nén xuống thì cái hơi nó có áp suất tự nhiên nó đẩy rỗng. Người ta mới nói là càng hát nó phải càng thoáng, càng rỗng, càng thông thoáng, càng bay ra. Đó là do hơi nén nhẹ để cho nó giãn nha. Ở đây là nén để cho nó giãn phình, không phải là nén để cho nó ép. Ai mà làm sai quá trình đó hát rất là mệt và bị thắt cơ. Hát mà đúng là phải giãn cơ, nén nhẹ để cho cơ giãn ra. Còn ai quá, làm sai là sẽ lại co các cái cơ, các cái vách cơ lên sườn lồng ngực, đây cơ hoành thắt, thắt cơ cổ thắt đó. Còn đây là mi này, mi mi mi, nhấn xuống mi. Ok, bây giờ mình do nha. Nào Lâm cho thầy cái này là nha, hôm nay mình nói hơi nhiều cái này nha, nhưng mà rất là kỹ lưỡng để cho các bạn đấy nè. Hãy nhả các chữ ở gõ nó xuống. Hãy tưởng tượng là cái cột hơi hồi nãy là nó dài từ đây xuống tới cơ hoành của mình, đúng không? Cái cột hơi đây nó giống như nó dài bằng cái này đi, mình thu nó, mình lôi nó cao bằng cái này đi, thì nhả các chữ mi, chữ mê, các cái chữ trong bài hát đó, giống như đập lấy cái búa đập ở trên đỉnh đầu cột hơi á. Mi 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 ma mi me ma này, mi 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 ma ma, em cứ thực hiện đi. Thì chữ anh và chữ em này, mình sẽ ra nha, các bạn xem nha. Đó là hát không có tiếng. Và bây giờ là thì anh em a i e đập nó xuống cột hơi. Cảm giác là lấy cái chữ, hãy hình dung là cái chữ bây giờ là sẽ vo, nó là một cái vật rắn đi. Thật ra là nó không, nó là âm thanh và nó không phải là cái vật chất cụ thể nên khó hình dung. Hãy đặt cái chữ mi, cái chữ mình đang hát là giống như vào trong cái trái bóng tròn tròn, lấy trái bóng đó, đập xuống cột hơi này, giống cái búa đập xuống nè. A i anh em a cái động tác đập xuống thực ra đó là nén hơi, giống như cái bơm nhấn xuống hơi để nó định hình và nó chắc hơi. Rồi mình sẽ thử các bạn xem nhá. Nè em ơi nhấn gọn hơn, chưa rõ thì nhấn rõ đi, sau đó bắt đầu gọt xuống lại nè. Em ơi em ơi có biết điều đập nó xuống, đập theo chiều xuống nha, tức là hãy nhả các chữ theo chiều, đập xuống, úp mặt nó xuống, không phải là ngửa lên. Ai mà ngửa lên là em ơi có, ngửa lên sẽ bị ngửa luôn cằm và hơi nó phun hết ra, nó bị lỏng hơi. Các bạn lưu ý nhé, mình sẽ làm này. Em ơi có biết điều gì thật đâu. Nằm Lâm em hát câu đầu nhé. Hai, áp dụng theo phần này thầy hướng dẫn trước. Hai. Em ơi rõ này. Có điều gì rõ tiếp này. Trong cuộc sống mơ mộng để nó cho em nghe nhé. Sợ lẽ đã từ đó có cảm xúc là mỗi khi em về bên được nghe nói đã có từ lâu rồi. Được nghe nói nên mình nhỉ, mình không có co thắt nha. Khi nào hát gần hết hơi là cái bụng nó nhịp nhàng, nó co và thôi nha. Đây mình đã biết nhau từ lâu. Khi nào chưa rõ thì các bạn cứ làm cho nó rõ đi, sau đó quen dần thì cho nó điều tiết lại để nó nhẹ nhàng hơn này. Nè em nghe nha, đập xuống cột hơi này. Mình cột hơi nó dài từ trên vị trí nào, cái chỗ cái chân răng xuống tới cơ hoành. Oh yeah này. Mình đã biết nhau từ lâu. Nên anh chẳng nói ra hết những lời này. Sợ em đi mất. Các bạn thấy ở đây nha, em xem luôn này Lân nhé. Mình đang cân bằng giữa cái âm thanh của mình, các cái khoang mà nó mình đang liệt kê cho các bạn thì âm thanh nghe nó sẽ là đều màu. Còn bạn nào lạm dụng lên khoang trên, tức là hát là chỉ có mỗi cái miệng và trên khoang mũi là Mình đã biết nhau từ lâu. Nên anh chẳng nói ra
nó chói âm, rất là chói âm, người nghe sẽ rất là khó chịu. Đó là cái đó là các bạn khi mà phân tích ra các bạn không hiểu hết, là các bạn không cân bằng được các cái khoang rỗng trong người của mình. Mình liệt kê lại này, các khoang chính thôi nha, khoang mũi là cố định, khoang miệng bị dao động nha, những cái khoang dưới đây là bị dao động này, tức là mở thì mới có, không mở thì không có. Còn khoang mũi chắc chắn nó cố định rồi, trừ khi mình bị sổ mũi thì dịch nó tràn ở đây, nó nghe nó nghẹt mũi, nên hôm nào các bạn bị sổ mũi hát là nghe nó lạ, cái âm thanh là thế đấy nhé. Khoang mũi là khoang cố định, khoang miệng mấy thầy cô hay nói là mở khẩu hình nhé, mở ra để cho nó tròn âm và nó ấm, nhưng thực ra là cái đó mới chỉ là một cái phần ngọn của khoang thôi. Cái đó mình gọi này là hệ thống khoang cộng hưởng âm thanh khuếch đại. Ok, cộng minh âm thanh nhé, nhớ nha. Tức là khoang mũi, tôi ôn lại thầy một xí nha. Khoang mũi, khoang miệng là dao động này. Cái khoang cổ của mình là cái ống hình trụ này. Cái cổ của mình nếu mà mình soi mình ấy, tạo cái độ giống thì mình lấy hơi được đúng không này, cổ này. Và khi các bạn lấy hơi sâu vào đây thì sao? Cái phổi của mình nó sẽ nở và nó sẽ tạo một cái độ xốp giống bên trong lồng ngực của mình. Lúc đó phổi sẽ tính, cái khoang lồng ngực của mình nó sẽ thông thoáng. Nói đơn giản hơn là khi hát các cái chữ trong bài hát ra ấy, tạo cái sự liên kết cho cái độ rỗng từ đây xuống. Mà muốn tạo thì sao? Đây này, nhìn cảm giác của mình nhé. Cho mình chơi A tạo này. Đó, rỗng này. Đó, chữ Y này. Chữ Ơ này. Chữ U này. Còn nếu mà sai này, U đây là U đó, U mỗi khoang miệng không, mà rất là thiếu nhỉ. Đó, nghe cái âm sắc của mình lại này. Mình đã đây. Mình đã biết nhau, mình đã biết nhau từ lâu. Nên anh chẳng nói ra hết những ngày này. Giờ em đi mất lặng yên thôi em cùng anh. Rồi làm em đi nhé. Mình đã biết nhau từ lâu này. Hay. Tức là cái độ gõ, tức là cái hơi nó có sự định hình cho cái hình dáng của hơi là có rồi, nhưng mà phát âm thì bị bẹt chữ và bị âm mũi nhiều. Hồi nãy thầy có nói tức là em sẽ cảm giác là mình điều chỉnh sang cái âm thanh cho nó thêm phần dưới chút nữa đấy, thầy làm nha. Cho thầy cho mình này, cảm giác cái chữ là cái việc mà nãy thầy cô nói là hát là phải nén là chính xác, nhưng mà mình có thể dùng các từ ngữ khác nhau để cho mình diễn đạt được cái cảm giác đó. Nó đơn giản, nó dễ hiểu hơn là mình cảm giác là mình nói lại là từ đây xuống đây là cái cột hơi, muốn cho nó có định hình và có độ chắc, có độ nén, cảm giác là lấy cái chữ mình hát đập xuống cái ngọn của cột hơi, cái đầu của cái đỉnh nhá này. Đó, nhớ nha, dưới cái bơm này này. Đó. Cái bơm nó cần đập xuống, nhấn xuống. Mình đập xuống, đập bộp xuống, cái chữ nó đang tròn giống cái bi này. Mình đập đã, không phải là mình đã, không ngửa âm thanh, chữ rất là xấu. Tức là cái cảm giác điểm cao nhất nó ở đây, nhưng mà cảm giác này úp cái chữ xuống, khép chữ lại. Thì chữ nắng này, nắng, đập nó xuống thì mới khép được chữ ngờ lại. Còn ai sai là nắng ngửa ra, nó sẽ rất là khó nha các bạn nha. Nắng, chiếu này, chiếu, tiếng này, tiếng. Tiếng đóng âm ở trên, thế ngửa nó xuống giống như mình nằm ở giường ngủ, mình úp mặt xuống mình ngủ ấy. Sorry. Còn nếu mà nằm ngửa lên thì ngửa chữ lên, ngửa xuống, úp xuống. Ok, vẫn có lôi chữ xuống nha. Nào lại một thầy nhé, vẫn để ý luôn nha, lát mình tập nha. Sorry, em sẽ đi lại cái đoạn đầu đi. Ở đây mình chọn cái tông này, thực ra nó không quá cao so với nam, nhưng mà hãy sử dụng ở tông này để làm tạo phản xạ, điều khiển ở những nốt chung cho tốt, sau đó lúc đó mình với lên tông. Rồi, lại cùng thầy nhé. Nè, đập xuống nè. Em ơi, có biết điều gì thật đau? Thì là chữ đau đúng không? Điều gì thật đau? Thì đập cái miết nó ra, đập xuống cột hơi cái miết đều ra. Em ơi, làm lại nè. Hai. Em ơi. Em nè. Em ơi. Vẫn giống một cái đường ống nha. Hai. Em ơi, có biết điều gì
G, G, các bạn phân biệt các âm mũi này. Điều gì, 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 cái này là khoang mũi nhiều. Âm thanh nó vang ở khoang mũi. Điều gì, là hồi nãy em bị dính âm mũi nha. Điều gì, mềm xuống một tí được không? Nó sẽ đỡ âm mũi hơn. Em ơi lặp lại lần thầy này. Em ơi, có biết. Có, đập xuống em. Em ơi, cái này thầy đang tập trung cho em là cái độ chắc của hơi nha. Chứ chưa nói về nhiều vấn đề kia nhé. Em ơi này. Em ơi. Chứ rằng cái chữ của em cảm giác là em đã vo tròn thành cái viên bóng, vo tròn cái chữ thành cái quả bóng rồi, và đập cái quả bóng nó xuống cái cột hơi, cái búa quả bóng á, rằng rằng rằng, và đó là cái chữ tròn. Còn nếu rằng rằng chữ bẹt, rằng rằng rằng, nó đơn, cảm giác là một chữ đơn thì nghe nó hơi bòm nha, nhưng mà khi ghép là nó sẽ tự nhiên này, các bạn để ý nhé. Rằng nữ rằng nữ rằng nữ anh đã như thế này là cảm giác cái độ giãn từ trên này xuống đây nó phải liên kết là một. Ở đây này con rắn không? Các bạn thấy người ta hay làm cái tay mà cái động tác kiểu con rắn thế này, này mình thì làm không có đẹp, xấu quá, cứng quá. Họ làm kiểu con rắn thế này này, tức là khi đó là phải vận dụng hết cái cánh tay từ đây trở ra này, từ đây trở ra nó phải liên kết mềm mại với nhau này. Đó thì mới ra con rắn. Còn nếu mình để thế này mình làm một cái này không ra được con rắn. Ở đây ý mình muốn nói là hãy liên kết đồng bộ từ đây xuống tới đây này. Hay nắm cái khác cái cột hơi của mình nhá, cảm giác nó phải liên kết đồng đều cái cột hơi từ đây xuống tới cơ hoành của mình này. Đó, nó phải mềm nha. Thí dụ mình đã biết nhau thiếu, cái đó là mỗi các bạn hát có một khúc hơi ở phần này thôi đủ. Đó, sorry bị thiếu, giống như kiểu là có mỗi cái này thì không có đủ, phải liên kết từ đây xuống tới đây nó mới ra hình con rắn, hình dung không nào? Liên kết từ đây, cảm giác là phải điều khiển cái hơi từ đây xuống tới lần này. Thầy làm lại em làm nhá. Câu gì em nhỉ? Mình đã biết nhau thì mình đã biết nhau từ lâu. Hai ba này. Mình đã biết nhau từ lâu. Nên anh chờ nên anh giãn ra, nên anh giãn một cột hơi ra. Nên anh chẳng nói đi xa hết. Không phải nén để phình. Nếu bạn nào vào coi sao để quay lại cái phần đầu tiên của clip này để xem nha. Khi clip kết thúc nha. Nè. Lòng anh đau nhau rồi. Hey. Lòng anh đau nhói trong góc tối khi nhìn em vẫn gần ta trao đủ hôn đầu. Rồi quay lại thầy nhá. Lòng này. Đập cái chữ cái búa chữ lòng xem. Lòng cho thầy chữ nhưng lòng. Này nè. Nhưng lòng hai ba lòng anh đau nhói trong góc tối khi nhìn em vẫn còn anh ta trao đủ hôn đầu. Tiếp em anh biết gì em thấy em khóc hay gì anh thấy thấy đây cột hơi quá ngắn, các bạn đang sử dụng có một miếng hơi nha.
từ đây trở lên vị trí đây hết. Còn vậy thì còn cái khúc hơi từ đây xuống tới đây thì sao? Các bạn để nó gãy là khoảng cái lời gãy của thơ được cái ngắn. Ha. À, vì này. Vì. Rõ nè. Em mở đi. Vì này. Vì anh ôm. Hey. Trao chuốt quá về cái phần xử lý, nhưng mà khuyên các bạn là khi ở đây là do bài này là nhạc trẻ, nhạc nhẹ thì nó sẽ khác nha, cái cách nhả âm đôi khi nó sẽ khác một chút so với bolero hoặc dân ca, nhưng mà các bạn nên khi hát các cái chữ các bạn nên đóng gọn âm hơn một chút, và quan trọng là đóng theo cái chữ tròn chứ không phải là chữ bẹt. Ví dụ này, em ơi, không phải là, hoặc là anh ơi, anh ơi, các bạn thấy là mình khép chữ anh và chữ ơi lại, nó rất gọn, tức là chữ nào nó ra chữ đó, nhưng mà cái chữ nó sẽ có độ đủ tròn, độ ấm. Còn như bạn là anh ơi, nó bị dài âm, nó sẽ mất thực tế, nó sẽ mất thực tế cho cái nó sẽ bị mất cái thực tế, cái cảm xúc đó. Nó giống như là bị diễn cái âm thanh nhiều quá, nó không có thật. Nói chung đơn giản là thế thôi, hãy cho nó cảm giác cái hát của mình nó thật. Em ơi, có biết điều gì thật đâu. Em nhớ nha, hồi nãy thầy có nói trước rồi. Trong cuộc sống muôn màu, để anh, các bạn này, để anh đập xuống, để anh. Các bạn thấy chữ anh của mình nó gọn đúng không? Không phải là để anh, không phải anh dài quá. Thực ra cái đó là có sử dụng nhưng mà một số đồng nhạc thôi nha. Bây giờ mình hát thính phòng hoặc là cổ điển gì đó sẽ mở âm dài hơn. Còn đây là các bạn cần phải khép gọn hơn, nhưng mà cái chữ nó cần tròn nha. Để anh nói cho em nghe đó. Cái chỗ cố chấp thì ở đây mở âm dài thì mình đồng ý nè. Vì anh cố chấp. Cái này thì âm chớ dài mình đồng ý này, cố chấp ấy. Nhưng mà do là chữ chấp ở đây nó dài nên các bạn phải hát thành cố chớ và chuẩn bị qua chữ tiếp theo lúc đó mới khép này. Vì anh cố chấp nên đó. Vì anh cố chấp nên chuẩn bị qua chữ nên, khép chữ p của chữ chấp lại nó mới ra. Còn bạn nào mà đóng sớm thì nó cố chấp thì cứng ngắc luôn. Hôm nay mình sẽ dừng tại đây, hôm nay mình hướng dẫn là cho các bạn tham khảo như vậy nha. Mình sẽ nói kỹ lưỡng trong hôm nay hơi nhiều á, nên là các bạn hy vọng là các bạn sẽ xem đi xem lại và tập luyện từ từ cho mình có hình dung cảm giác tốt hơn. Buổi sau thầy ngày mai thầy sẽ tập tiếp cho em nữa nha, vấn bài này nhé. Bye bye tất cả, đợi em một xíu nè. Bye bye tất cả các bạn nhé. Chúc một buổi tối thật vui và hẹn sẽ gặp lại một clip tiếp theo. Bye bye. Yeah. Lòng anh